Xin chào các bạn, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với Mark Channel cho Mark Daily. Ngày hôm nay ngày 26 tháng 12, hãy cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay, ngay bây giờ nhé. Có thể thấy thì Apple là một công ty có thể tạo ra hoặc phá vỡ vận may cho các nhà cung cấp của mình. Trước đây, khi công ty khai tử hợp đồng với Imagination, hãng chip đồ họa nổi tiếng của Anh, thì đã ngay lập tức phá sản và rơi vào tay của người Trung Quốc. Và cho đến hiện tại, iPhone X đang khiến nhiều nhà cung ứng của Trung Quốc đứng ngồi không yên khi mới đây đã xuất hiện thông tin cho rằng Apple đang cắt giảm mạnh số đơn hàng của iPhone X. Và cụ thể thì thông tin được tuồn ra từ một nhân viên của Foxconn nói rằng Apple thông báo cắt giảm 40% đơn đặt hàng cho thiết bị này. Thông tin này bắt đầu làm nóng ngành công nghiệp trong bối cảnh iPhone X được cho là không hấp dẫn như kỳ vọng nữa. Nó khiến các nhà phân tích giảm mức khuyến nghị đối với cổ phiếu của Apple từ nên mua trước đây sang trạng thái giữ hiện tại. Trong thời gian đầu năm 2018 tới đây, doanh số của iPhone X nhiều khả năng có thể sẽ tụt giảm sau khi những người tiêu dùng đầu tiên đã trang bị cho mình một chiếc với giá khởi điểm là 999 USD. Những điểm khiến cho iPhone X dễ dàng bị người dùng bỏ qua còn nằm ở việc Apple không phát hành rộng rãi iPhone X và không làm tăng nhu cầu trên phạm vi toàn cầu. Việc cắt giảm số lượng iPhone X nhiều khả năng sẽ khiến Apple mất thêm một ít thời gian nữa mới có thể tiến lên được mốc 1.000 tỷ USD, tức là sẽ lâu hơn một chút so với dự báo đến từ các chuyên gia trước đây. Nếu như theo đúng lịch trình hiện tại của OnePlus thì OnePlus 6 sẽ được trình làng vào tháng 6 2018 tới đây, tức đúng một năm kể từ ngày ra mắt người tiền nhiệm OnePlus 5. Tuy nhiên, theo một số thông tin mới nhận thì OnePlus 6 có thể ra mắt sớm hơn dự kiến. Cụ thể thì nó sẽ được ra mắt ngay vào đầu tháng 3 2018 và lên kệ vào cuối tháng. Về thông số thì OnePlus 6 sẽ được trang bị chip Snapdragon 645, 8GB RAM và rõ ràng OnePlus 6 sẽ có thiết kế màn hình tràn giống như là chiếc 5T. Hơn nữa, thông tin rò rỉ còn cho thấy OnePlus 6 sẽ có cảm biến vân tay ngay bên dưới màn hình. Có thể thấy việc OnePlus trình làng chiếc điện thoại cấu hình cao của mình sớm hơn mọi năm tới gần một quý đang cho thấy công ty Trung Quốc thực sự muốn bán được nhiều máy hơn và muốn được biết đến nhiều hơn so với trước đây. Bên cạnh đó thì việc được trang bị cảm biến vân tay dưới màn hình sẽ là một tính năng thú vị và đáng được mong chờ. Bởi theo những thông tin gần đây thì những chiếc Android nổi tiếng nhất trong năm sau là Galaxy S9 hay LG G7 sẽ chưa thể có được cảm biến vân tay dưới màn hình. Tuy nhiên, đây cũng là một bước đi khá mạo hiểm. Nếu OnePlus không tối ưu được độ chính xác cho cảm biến vân tay dưới màn hình thì nhiều khả năng OnePlus 6 sẽ lại trở thành một mẫu máy tai tiếng trong năm tới. Năm nay có vẻ như là năm hạn cho Google khi họ liên tục mắc phải những lỗi đáng thất vọng về chất lượng trên bộ đôi Pixel 2 và Pixel XL. Trong một diễn biến mới thì bộ đôi này đang tiếp tục bị tố dính lỗi ở loa trước, mà cụ thể là khi bật âm lượng, bất kể ở mức to hay nhỏ thì loa trước của Pixel 2 XL vẫn phát ra những âm thanh ù ù ở tần số thấp và khi chạy video trực tuyến hay đang nhận cuộc gọi. Hiện tại thì chưa có giải pháp nào để khắc phục vấn đề này. Tuy nhiên, người dùng Pixel 2 XL được khuyến cáo rằng nên báo cáo bất kỳ sự cố nào mà họ gặp phải cho Google. Một số người dùng thì đã gửi điện thoại tới bộ phận hỗ trợ Google, trong khi những người khác báo cáo rằng vấn đề tương tự thì vẫn xảy ra sau khi họ đổi điện thoại mới. Các bạn, là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Mark Channel và nếu như có bất kỳ ý kiến đóng góp gì thì hãy comment ở phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của Mark Channel để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Nhớ bấm chuông nhá. Và đừng quên tham gia vào group Mark Mobile chăm sóc khách hàng để có thể nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất đến từ các thành viên của Mark Mobile nhé.